Tôi là bác sĩ Nguyễn Bích Liên trong chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Hồn Việt TV và Đài Little Saigon Radio. Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay tôi xin nói tiếp tục về các vấn đề của các trẻ em và vị thành niên, những cái vấn đề mà mình có thể phòng ngừa được. Thì hôm nay tôi muốn nói tới cái bệnh dư cân, hay là nặng hơn nữa là bị mập phì ở trẻ em. Thì người lớn ở Hoa Kỳ cũng như ở khắp nơi trên thế giới, những nhất là những nước tiên tiến và có thể là có cái cách ăn uống mà nó dư thừa quá, thì rất là nhiều nơi, nhất là tại Hoa Kỳ và ngay cả Việt Nam hiện thời bây giờ đang có cái khuynh hướng là người ta bị mập phì rất là nhiều. Thì ở người lớn là đã một cái vấn đề rất là đáng quan tâm, mà đối với trẻ con thì như lần trước tôi nói, nếu mà ở trẻ con, các em, các vị thành niên, nếu mà chúng nó bị những cái bệnh hay là những cái vấn đề liên quan tới dinh dưỡng, ăn uống, thể dục thể thao vân vân, thì nó có thể gây ảnh hưởng tới cái tình trạng sức khỏe và nó sẽ có thể kéo dài suốt cuộc đời của chúng. Thành ra có rất là nhiều thứ chúng ta phải làm để mà làm giảm cái vấn đề đó. Thì người ta nói là tới những cái bệnh mà truyền nhiễm là những cái bệnh dịch, như là người ta nói dịch COVID hay là dịch cúm vân vân. Nhưng mà có một cái dịch hiện thời bây giờ, nhất là ở tại Hoa Kỳ, làm cho tất cả những chuyên gia về y tế, về sức khỏe rất là quan tâm, đó là cái dịch mập phì ở trẻ em. Thì tại Hoa Kỳ, trong các trẻ em từ 2 tới 19 tuổi trong 4 năm vừa qua, tức là năm 2017 cho tới năm 2020, đây là cái cuộc nghiên cứu trong vòng 4 năm đó, thì tỷ lệ trẻ em bị mập phì là 19,7%, tức là tới khoảng 14,7 triệu trẻ em và thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ bị cái chứng mập phì. Đây là tôi chỉ nói mập phì, tôi chưa nói những em bị nặng cân, tức là cân bị dư cân mà chưa có tới cái tình trạng gọi là mập phì. Trong cái số này thì người ta thấy là từ 2 cho tới 5 tuổi thì cái tỷ số nó khoảng chừng 12,7%. Mà từ cái tuổi từ 6 tuổi cho đến 11 tuổi thì là tới 20,7%, tức là gần 21%, và 22% cho các em ở cái tuổi từ 12 đến 19 tuổi. Thì người ta thấy là phần lớn những em này, có thể là không phải phần lớn mà cái tỷ lệ nó cao nhất là cho những em ở gốc châu Mỹ Latin, cái con số nó tới là tới 1 phần 4 lận, tức là 26%. Khoảng 25% cho người da đen, khoảng 16% cho người da trắng và khoảng 9% cho những người gốc Á Châu. Và theo những cái nghiên cứu ở tại Việt Nam, thì hiện thời bây giờ ở Việt Nam đã có một cuộc nghiên cứu vào khoảng năm 1218, thì họ cho ở nhưng mà họ vừa mới báo cáo gần đây thôi, thì họ thấy là trong cái thập niên đang hiện thời bây giờ mình đang ở trong cái thập niên này, thì cái tỷ lệ trẻ em bị nặng cân ở Việt Nam là 17% và bị mập phì cũng tương đương như ở Mỹ cho các trẻ em gốc Á Châu là 9%. Đó là vào năm 2018. Còn trước đó khoảng chừng 10 năm, vào khoảng năm 2010 trở lại, thì cái con số đó là bị nặng cân là có 10% và bị mập phì thì chỉ có 2% mà thôi. Thì cái nghiên cứu này đã được đăng ở trong tạp chí khoa học, gọi là Public Library of Science One, nó là một cái tạp chí y khoa, tạp chí về khoa học trực tuyến, tức là online. Thì họ nghiên cứu trên 2.000 trẻ em 11 tới 14 tuổi ở miền Nam Việt Nam, thì thấy là vào năm 2018 thì thấy là như tôi nói, 17% là thừa cân mà gần 9% là bị mập phì. Và người ta thấy là trẻ em trai thì dễ bị dư cân và mập phì hơn là trẻ em gái. Và thứ hai nữa là nếu mà bố mẹ nặng cân thì nó là một cái nguy tố nó đưa đến nặng cân hay là mập phì ở trẻ em. Trẻ em ở thành phố cũng có cái tỷ lệ dư cân hay mập phì hơn ở nông thôn. Vì có lẽ người ta nghĩ là hoạt động cơ thể ít hơn, xem tivi nhiều, đó là những cái nguy cơ. Thức ăn bây giờ, ngày xưa đó thì người Việt Nam thiếu, gọi là thiếu dinh dưỡng. Nhưng mà bây giờ ở những thành phố thì cái dinh dưỡng nó tốt hơn nhưng mà nó lại đi quá đà. Thành ra các trẻ em
nhất là các trẻ em ở nhà có khá giả thì có thể ăn thức ăn nhiều chất đường, uống nhiều những cái chất soda, nhiều cái nước ngọt, ăn nhiều những cái thức ăn gọi là junk food của Mỹ, nó gọi là như vậy, tức là những cái thức ăn nó kém cái giá trị dinh dưỡng, nó chỉ ăn ngon miệng thôi nhưng mà nó không có giá trị dinh dưỡng. Và nó làm những cái này nó làm gia tăng nguy cơ bị mập phì cho các em. Mập phì là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam cũng như trên thế giới, bởi vì một số trẻ em nếu bị mập phì quá, các em có thể bị cao huyết áp hay là bị cao mỡ cholesterol và có thể bị cao đường loại 2 khi các em còn trẻ, và nếu và có thể bị thêm những cái bệnh như là về đường hô hấp như là hen suyễn hay là khó thở hay là ngưng thở trong lúc ngủ, tức là bị gọi là sleep apnea, tức là mình khi ngủ mình ngáy thật là to rồi lâu lâu mình ngừng lại, mình không thở, mình thở dốc lên xong rồi lại thở lại bình thường mà nó cứ tiếp tục đi như thế, tức là sẽ thiếu dưỡng khí vào trong phổi và trong cơ thể của chúng ta. Và vì cái trẻ em mập phì sẽ bị dễ bị mập phì khi lớn lên, tức là bố mẹ mập phì thì có khuynh hướng làm cho con cũng dễ bị mập phì hơn, lát nữa tôi sẽ nói hơn một chút xíu về cái đó. Rồi khi mà nếu mà trẻ em mập phì thì khi chúng lớn lên cái khuynh hướng của chúng cũng là sẽ dễ bị mập phì hơn. Thì khi mà người lớn mà bị mập phì thì như là tôi nói lúc nãy, có bị cao huyết áp, cao mỡ cholesterol, cao đường loại 2, bệnh về đường hô hấp, sleep apnea, các vấn đề khớp xương, dễ bị đau khớp, dễ bị thoái hóa khớp, bệnh tim mạch, bệnh những bệnh đột quỵ, và một số những bệnh ung thư nữa, chẳng hạn như ung thư vú chẳng hạn, nó có liên hệ tới cái việc mập phì. Và ngoài ra không những thế đó, thì mập phì còn gây tốn kém cho ngân quỹ quốc gia. Người ta ước tính là mỗi một năm ở trên nước Mỹ á, thì những cái bệnh mà nó liên quan tới mập phì nó đưa đến các vấn đề về y tế, nó tốn kém cho ngân quỹ quốc gia khoảng chừng 173 tỷ đô la mỗi năm. Nhiều tiền lắm thưa quý vị. Và người ta cũng nhận thấy một cái điều nữa là về cái vấn đề an ninh quốc gia, chẳng hạn nếu mà mình cần cần những lính để mà đi để bảo vệ đất nước hay là vân vân vấn đề military, vấn đề đó đó, thì trong 10 thanh niên ở cái tuổi mà có thể đi lính được thì chỉ có 2 thanh niên hiện thời ở nước Mỹ là có đủ cái cân nặng mà không có quá mập hay là không quá ốm và có đủ cái thể lực để mà có thể đi vào nhà binh được. Thành ra đây là cả là một cái vấn đề nó bao quát nhiều thứ lắm chứ không phải là chỉ có vấn đề sức khỏe mà thôi. Thì cái nguyên nhân nào gây ra cái bệnh dư cân và bệnh mập phì? Thứ nhất á, là cái quan trọng nhất và tôi cũng nói nhiều lần rồi, và cái này nó đúng cho người lớn nhưng mà nó cũng đúng cho trẻ em, là thức ăn không lành mạnh. Như lúc nãy tôi nói, thức ăn có nhiều những cái chất đường quá độ. Đường rất là quan trọng, mình cần có đường, giống như là cái xe có xăng thì mới chạy được, nhưng mà nếu mà quá thì nó sẽ gây ra rất là nhiều tai hại, bởi vì nó thừa thì nó chắc chắn là nó sẽ gây ra tai hại. Và cái thức ăn không lành mạnh như vậy lại cộng thêm ít hoạt động cơ thể, thì mình không khi mình không hoạt động cơ thể thì những cái lượng calorie, những cái năng lượng mà nó dư thừa nó sẽ trở thành ra mỡ và nó sẽ làm cho nó giữ lại để mà lỡ mai mốt mình có đói thì còn mình có cái mỡ mình tiêu dùng, cái đó là cái cách sống còn của đời thượng cổ. Nhưng mà bây giờ ở cái tình trạng như bây giờ thì nếu mà chúng ta dư thừa mỡ thì thường thường chúng ta không bị đói để mà chúng ta sử dụng cái mỡ đó nữa, mà chúng ta chỉ có thể làm hại cho cơ thể của chúng ta. Cái mỡ đó nó sẽ đóng vào trong những mạch máu, nó sẽ gây rất là nhiều tai hại, gây rất là nhiều cái bệnh tật như lúc nãy tôi nói, cao mỡ, cao máu, cao đường, bệnh tim mạch, bệnh đột quỵ trong não, vân vân, bệnh thoái hóa những cái khớp ở trong xương. Thì nếu mà mình thức ăn mà mình lành mạnh và mình lại có hoạt động cơ thể nữa thì cái cơ hội mập phì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Ngoài ra ở trẻ em thì nếu mà mình thiếu ngủ, người lớn cũng vậy nhưng mà trẻ em lại càng quan trọng hơn, là thiếu ngủ thì là một cái vấn đề rất là quan trọng, chúng ta cần phải cho các em ngủ đủ. Những cái nguyên nhân xã hội á, thì tôi thấy nó cũng lúc nãy tôi nói là ở Việt Nam thì có thể những gia đình khá giả
có thể là chiều chuộng con quá chăng, và thức ăn thì rất là nhiều. Nhiều khi người Việt Nam mình lại hay thích ép các cháu ăn nữa. Nhất là mình thì thói quen là chuộng nam, thành ra nhà mà có con trai là hay ép các cháu nghĩ là ô nó con trai nó phải ăn nhiều, nhiều khi bắt ép chúng nó ăn nhiều quá. Nhiều khi tôi thấy cứ chạy theo những cháu, nhiều khi nó no nó không muốn ăn, cứ nhét 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 nhét, con lớn 11 12 tuổi mà vẫn có người đút cơm cho ăn, bắt ăn, thì những cái thói quen đó là những cái thói quen không có tốt. Ở bên Mỹ thì ngược lại, những nhà khá giả thường thường là con cái nó ăn thức ăn tốt tốt lành hơn, và nó thường là bố mẹ để ý đến cái vấn đề dinh dưỡng tốt hơn, bởi vì họ có cái sự hiểu biết khá hơn về những cái vấn đề dinh dưỡng. Và ngoài ra, các em này thường thường là được chơi thể dục thể thao rất là nhiều, do đó các em thường là không có bị mập gì. Ngược lại, những ở Hoa Kỳ thì những nhà nghèo hay là những nơi ở những nơi mà không có những cái tiệm bán thực phẩm tươi tốt, các em đôi khi phải sống bằng những cái thức ăn với những cái có những cái phẩm chất về dinh dưỡng kém. Thành ra đó là lý do tại sao mà như tuần trước tôi có nói, ở trên nước Mỹ có những cái chương trình ở trong học đường cũng như là những cái chương trình xã hội để giúp cho các em này có được cái cơ hội dinh dưỡng tốt hơn. Thì nếu mà chúng ta ở những cái nơi hay là chúng ta có thể là thu nhập kém, chúng ta cần cái sự giúp đỡ thì nên nói chuyện với những cái cán sự xã hội ở nơi mình ở để xem mình có những cái chương trình đó hay không, để mình giúp cho con mình ăn uống đầy đủ nhưng mà là ăn thức ăn tốt. Và ngoài ra thì cái thói quen của gia đình cũng vậy. Cái thói quen của gia đình là nếu mà bố mẹ thích ăn chất ăn thức ăn mỡ màng, đồ ăn ngọt, ăn chè, ăn những cái thứ mà hay là ăn nhiều, và cái thói quen ép con cái ăn uống quá độ, thì như vậy đó là những cái thói quen xấu mà mình có thể mình nên xem xét lại. Thì bởi vì thường thường những cái người ta thấy là bố mẹ nặng cân thì con cái cũng nặng cân theo, thì cái đó là lẽ dĩ nhiên thôi, bởi vì cái cách thói quen ăn uống của bố mẹ như thế nào thì con cái mình nó cũng bắt chước, nó cũng theo như vậy, và cái thức ăn gia đình nấu như thế nào thì các trẻ em cũng phải ăn theo như vậy thôi. Còn người ta nói là có thể di truyền chăng, có thể có một vài yếu tố di truyền trong đó nhưng mà rất là hiếm. Thì cái dịch mà gọi là mập phì trong vòng 10-20 năm qua thì thực sự ra nó không phải là do cái nguyên nhân di truyền, mà nó là do cái nguyên nhân về dinh dưỡng và cái nguyên nhân thiếu thiếu cái dinh dưỡng tốt và thiếu cái sự hoạt động cơ thể của các em. Nhất là trong 3 năm qua với Covid thì là chúng ta thấy là có nhiều em không có cơ hội để đi đến trường để được ăn những cái thức ăn tốt, nếu mà các em thuộc những gia đình có thu nhập kém, hay là các em không có cơ hội để đi ra ngoài để tập thể dục thể thao, để chơi thể thao với bạn bè, hay là để đi ra ngoài park, đi ra công viên vân vân, đi bộ, đi chạy, đi xe đạp. Thành ra đó là cũng là những cái nguyên nhân mình thấy rất là rõ. Thì có một số bệnh, nhất là bệnh về nội tiết chẳng hạn, như một cái bệnh gọi là Cushing's disease chẳng hạn, thì cái bệnh đó nó có thể nó làm cho các em bị mập phì, mà cái bệnh đó thì phải chữa bệnh thôi chứ không có thể. Nó không phải là bệnh di truyền nhưng mà nó cũng không có phải là do cái vấn đề dinh dưỡng. Và một số thuốc chẳng hạn, có một số em phải sử dụng những cái thứ thuốc như là các em bị suyễn nặng mà không có chữa được đúng cách, và cứ phải xài steroid, là một cái bệnh Cushing's disease là cái bệnh cơ thể nó tiết ra quá quá nhiều cái chất gọi là chất steroid. Thì nếu mà có một số những em phải sử dụng steroid vì bệnh này hay về bệnh kia, hoặc là bệnh ung thư hay là một số cái bệnh khác, thì có thể các em cũng bị cân nặng cũng bị lên vì cái đó. Và một số cái thuốc mà chữa bệnh trầm cảm cũng có thể gây ra cái việc mà các em bị lên cân. Thì làm sao mà biết là trẻ em thì có đứa nó gầy nhom, mình nói ô nó gầy nhom, có đứa thì mình thấy nó hơi tròn tròn, có đứa thì cái xương nó nhỏ, có đứa thì cái xương nó to, thì làm sao mình biết là trẻ em như vậy, cái cơ thể nó như vậy là bị mập phì, hay là nó có nhiều người thì lại nghĩ là con mình thiếu cân quá cứ bắt con ăn cho nhiều vô, thì làm sao mình biết được là cái cân nặng của trẻ em như vậy là tốt.
Nhiều lần trong quá khứ tôi đã nói cái cách mà để coi coi người lớn có bị mập phì hay không là cái cách theo dõi cái body mass index, tức là BMI hay là chỉ số khối cơ thể đó. Thì cái như là tôi có nói trong quá khứ thì mình lấy cân nặng bằng kg, mình chia cho chiều cao tính theo mét, và mình chia thêm một lần nữa chiều cao tính theo mét, thì là ra cái BMI. Còn nếu không á, nếu mà mình chỉ có cái cân nặng theo pound và mình có chiều cao bằng inch, tức là như vậy đó, thì mình lấy cân nặng theo pound, mình chia cho cái chiều cao theo inch, rồi mình chia cái chiều cao theo inch một lần nữa. Sau đó mình lấy cái con số mà thành ra mình nhân cho 7 703, 703 nhân cho con số đó thì mình ra cái BMI. Thì cái đây đối với người lớn, thì người lớn thì đàn ông hay đàn bà, ở bất cứ cái số tuổi nào người lớn, thì cái BMI là mình cứ làm theo cái công thức đó thôi. Không có, không nghĩa là người lớn, mà nhất là người Á Châu như tôi nói, 23 trở xuống, từ 18 rưỡi tới 23 là tốt nhất, là không bị mập. Có thể người hơi đẩy một tí, người người hơi gầy một tí, nhưng mà không có bị thiếu cân mà cũng không có bị dư cân. Còn trẻ em thì hơi khác, vì vì trẻ em thay đổi theo chiều cao và trọng lượng nhanh chóng và tùy theo cái tuổi của các em. Thì với trẻ em á, thì thứ nhất là chúng ta phải theo dõi cái BMI theo thời gian, tùy theo tuổi của các em, bởi vì các em có thể thay đổi rất nhanh. Có em nhất là tới cái tuổi mà lâu lâu nó lại vọt cái tăng cái chiều cao nó lên chẳng hạn, như vậy thì nó sẽ thay đổi rất là chóng, và có thể trong cái lúc đó các em có thể quá ốm, hay là các em gầy đi một tí xíu, nhưng mà sau đó các em có thể mập trở lại, thì là chúng ta phải theo dõi. Và ngoài ra cái thứ hai nữa là theo giới tính nữa, con gái hay con trai nó phát triển khác nhau, thành ra với trẻ em thì chúng ta cũng phải theo giới tính mà chúng ta tính cái BMI nó có chính xác hay không. Và cái vấn đề thứ ba nữa là chúng ta không có thể là nói là con số nào là chính xác. Đối với người lớn thì tôi nói là BMI 23 từ 18 rưỡi đến 23 là tốt, nhưng mà đối với trẻ em á, thì chúng ta lại phải sử dụng cái BMI đó và so sánh với những trẻ em cùng lứa tuổi và cùng giới tính, nam hay nữ. Thành ra khi mà nói tới cái tình trạng, thí dụ như cân nặng, tình trạng cân nặng thiếu cân, hay là cân nặng khỏe mạnh, hay là dư cân hay mập phì vân vân, thì chúng ta phải theo cái gọi là cái nhóm phần trăm BMI. Nhóm phần trăm là như nào? Tiếng Mỹ nó là percentile. Percent có nghĩa là phần trăm, percentile có nghĩa là như thế nào? Là vì thí dụ như BMI nó có từ một con số nào đó cho tới, thí dụ như một con số từ 0 tới 50 đi. Lẽ nhiên không có ai mà 0 hết cả, nhưng mà tôi chỉ muốn nói thí dụ vậy thôi. Thì người ta chia những cái nhóm BMI trong một nhóm trẻ em ra làm 100 phần khác nhau. Thì thí dụ như 5% của các em sẽ là ở cái BMI rất là thấp. Trong cái số mà một số nhiều đó, thì cái từ 5% cho tới 85% trẻ em là sẽ ở trong cái BMI gọi là bình thường. Thì người ta theo cái đó để mà người ta so sánh các em. Thì tình trạng thiếu cân là khi mà các em nào có cái cân nặng dưới 5 cái percentile, tức là ở con số của, nghĩa là cái số người bị cái cân nặng này rất là ít, các em bị như vậy đó là không tốt, thiếu cân cũng không tốt. Cái cân nặng khỏe mạnh người ta nói là từ 5 percentile cho đến 85 percentile, và dư cân nó là 85 cho tới 94 percentile, mập phì là 95 phần percentile trở lên. Và mập phì nghiêm trọng là khi mà nếu mà 95% mà trên một, nghĩa là còn 120% của 95% đó nữa, thì như vậy tức là nó cao hơn 20% hơn nữa đó, hay là khoảng 35 kg trên mét vuông đó, thì cái đó là gọi là mập phì nghiêm trọng. Thì cái này tôi chỉ nói sơ sơ cho quý vị hiểu thôi, tức là nó, người ta có những cái, thí dụ như cơ quan CDC họ có một cái chart,
họ cho biết, và cái này sử dụng rất là nhiều ở các văn phòng bác sĩ về nhi khoa, thì các em sẽ vào gặp gặp bác sĩ, thì thí dụ như là một em 12 tuổi đi, 12 tuổi mà là con gái, nếu mà cái BMI của các em là 20 chẳng hạn, thì có thể là cái percentile đó nó tốt. Nhưng mà nếu mà các em ở một cái con số cao hơn mà trong 95% đi chẳng hạn, thì cái percentile đó nó quá là nó cao, trên 95% là bị mập phì đó. Nhưng mà ngược lại, thí dụ như 20 BMI 20, mà nếu các em đó chỉ mới có 3-4 tuổi thì lại là bị mập phì. Trong khi mà 20 ở cái lứa tuổi con gái, ở lứa tuổi thì cái 20 đó nó thuộc về 50 hay là 75% thì lại là bình thường. Thành ra đó là ý tôi muốn nói, là người ta phải có một cái biểu đồ để người ta theo. Hoặc là quý vị có thể theo cái tính trực tuyến trên những cái mạng của, thí dụ của CDC chẳng hạn, thì họ có cái, khi mà quý vị vào cái gọi là obesity calculator, thì người ta sẽ cho quý vị, hay là BMI calculator, thì người ta cho trẻ con, cho child and teen, tức là cho các trẻ em hay là các em vị thành niên đó, thì người ta sẽ tính cho quý vị và sẽ cho biết là cái con số đó nó tốt hay không tốt. Nhưng mà tôi cũng nói ngay, cũng như CDC nói ngay, những cái này để cho mình biết, để mà mình gọi là mình báo động và mình tới gặp, cho các em tới gặp bác sĩ gia đình hay là bác sĩ chuyên về nhi khoa để họ coi coi có cái vấn đề gì khác hay không. Có những em bị mập phì thì chắc chắn là phải lo rồi. Có những em cân hơi nặng một tí nhưng mà các em chơi thể thao rất là nhiều. Có thể là các em trong gia đình, bệnh sử gia đình rất là tốt, không có vấn đề gì cả, thì cái đó nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng ngược lại, nếu mà các em không những bị hơi cân nặng mà các em không có tập thể dục, và các em lại trong gia đình có nhiều người bị bệnh tim mạch, bệnh nọ bệnh kia, thì có lẽ là người ta cần phải cẩn thận trong cái vấn đề gọi là truy tầm những cái bệnh mà khi nó còn sớm, hay là ngăn ngừa những cái bệnh đó để cho các em không có bị những cái hệ quả về sau. Thì chúng ta có thể làm gì để chặn cái việc mà mập phì hay nặng cân ở con em của chúng ta? Thứ nhất là chúng ta, nếu mà thấy con em mình có vẻ bị mập mà nó không xuống cân, mình cũng cố gắng thế nọ thế kia, thì lẽ dĩ nhiên là phải cho bác sĩ khám xem có bệnh gì không. Và cái mà tôi nghĩ là cái quan trọng là, như lúc nãy tôi nói, vấn đề dinh dưỡng. Bố mẹ thì chúng ta nên làm gương cho con chúng ta. Thì nếu mà chúng ta, cái cách ăn uống của chúng ta không lành mạnh, thì con của mình nó cũng sẽ không có ăn uống lành mạnh. Thì mình nên làm gương cho chúng nó bằng cách mình ăn uống lành mạnh, mình nấu những cái thức ăn ăn lành mạnh, và mình tập cho chúng nó ăn uống lành mạnh càng sớm càng tốt, từ lúc còn nhỏ, từ lúc bắt đầu biết ăn. Thôi bố mẹ, thì nó sẽ trở thành cái thói quen và sở thích, khuyến khích và tạo điều kiện cho trẻ hoạt động cơ thể nhiều, nhất là các loại thể thao khác nhau. Và một cái nữa tôi cần nhấn mạnh là ngủ, các em cần ngủ đầy đủ. Các trẻ em sơ sinh lẽ nên ngủ rất là nhiều, sau đó từ từ các em thức nhiều hơn. Và cái số tuổi càng nhỏ bao nhiêu thì ngủ càng cần nhiều bấy nhiêu. Thanh thiếu niên, cái tuổi mà chúng nó phải đi học, phải làm bài, phải làm homework, thì tôi biết là có nhiều trẻ em thức khuya lắm, và bởi vì nó có quá nhiều việc đi, thì làm sao mà chúng ta thu xếp, đừng có bắt các em học nhiều quá. Các em cần ngủ đủ thì các em học mới tốt được. Thanh thiếu niên cần từ 8 đến 10 tiếng là ít, đó là gọi là tối thiểu. Còn người lớn chúng ta thì khoảng chừng 7 tiếng một ngày thì có lẽ cũng ok, nhưng mà với cái thanh thiếu niên thì chúng cần ngủ nhiều hơn, từ 8 đến 10 tiếng. Thì một lần nữa xin quý vị chú ý đến những cái vấn đề mà mình có thể làm được để cho giúp cho con của chúng ta, con em của chúng ta có một cái tương lai tốt hơn và mạnh khỏe hơn. Tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị.